Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh cho các đơn vị kiểm toán thành phố Đà Nẵng và 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 10 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, gồm 5 chương 21 điều, quy định cụ thể về đối tượng, hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Việc kịp thời tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp lệnh tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy tốt vai trò của pháp lệnh trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước, tăng cường công tác phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với Hội đồng Nhân dân các cấp và các đơn vị được kiểm toán.